khu B, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Nhổn, là nơi tập luyện của những niềm hy vọng vàng của thể dục dụng cụ Việt Nam. Những ngày này, vận động viên tập luyện với cường độ cao, mỗi ngày 7-8 tiếng liên tục, gần gấp đôi so với những môn khác. Những bài tập, tư thế có thể là nỗi khiếp sợ của nhiều người. Nhưng với những vận động viên này lại là việc làm thường nhật. Đánh đổi những ngày tháng ròng rã tập luyện khắc nghiệt, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Trải qua bài tập ở thể dụng cụ thì một là dẻo, hai là thể lực. Thanh thì nó thật là rất là yếu về thể lực, nên các thầy lúc sang bên Trung Quốc thì bị ốm và bị bệnh rất là nhiều. Chấn thương nặng nhất thì là chấn thương vai. Và còn các chấn thương như cổ chân, lưng, cổ thì đều có hết. Nhưng mà đúng thật là không nặng bằng chấn thương vai. Chấn thương vai là đi theo Thành từ năm 2014 đến tận bây giờ. Từ lúc bắt đầu vào thi đấu là đã thất bại, và đã thất bại dài đến tận khoảng tầm rơi vào được 6 hay 7 năm thi đấu, thất bại liên tục các giải và mới có được cảm giác tự tin để thành công. Ngay từ giai đoạn bắt đầu, những bài ép dẻo với tư thế khó luôn là phần bắt buộc từ khi vận động viên làm quen cho tới lúc giải nghệ. Chúng là tiền đề cho những bài thi động tác uyển chuyển, đẹp mắt. Các vận động viên phải luôn giữ trạng thái cơ thể mềm dẻo. Chỉ cần dừng lại, cơ thể sẽ trở nên căng cứng và coi như quay trở lại vạch xuất phát. Điều đó đồng nghĩa với những động tác mang phần ám ảnh kia luôn được thực hiện hàng ngày, thậm chí nhiều lần trong ngày. Không chỉ đối mặt với sự vất vả, các bài tập khắc nghiệt, những nữ vận động viên tuổi đời còn rất trẻ phải kiểm soát chế độ ăn, giữ dáng cơ thể làm sao cho thanh thoát nhất. Đồng thời họ vẫn phải đảm bảo đủ năng lượng để hoàn thành giáo án do huấn luyện viên đề ra. Tất cả là những thử thách không nhỏ. Còn với các nam vận động viên, để có thân hình hoàn mỹ với những bó cơ bắp rắn giỏi, săn chắc cũng phải đánh đổi rất nhiều. Cái điều mà giúp cho vận động viên có thể đi xa, đi dài, đó là tính kiên trì. Nếu bạn có năng khiếu, bạn có năng lực hơn người khác đấy, nhưng cái tính kiên trì, cái sự quyết tâm của bạn không có, thì cái sự thành công cũng như cái giai đoạn bạn đi đến chuyên nghiệp nó sẽ lâu dài, nó sẽ bị ngắt quãng. Không thể chúng ta, các bạn ấy đứng trên cái bục nhận huy chương vàng, và đằng sau cái tấm huy chương vàng đó phải trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng chính những người đó họ cảm nhận được bản thân họ phải cần vượt qua giai đoạn đó để họ cố gắng đạt được những thành quả, những cái mong muốn, những cái ước mơ của mình thì họ mới đạt được. Với thể thao đỉnh cao, để vươn tới thành công là rất nhiều mồ hôi, nước mắt và thậm chí là cả máu. Trên sàn thi đấu, những vận động viên thể dục dụng cụ, họ thực hiện những động tác với độ chính xác cao, một cách uyển chuyển, đẹp đẽ, rắn giỏi. Nhưng để có được thành công là những đau đớn hy sinh mà không phải ai cũng vượt qua được. Chiến thắng của vận động viên thể dục dụng cụ là chiến thắng những nỗi đau, chiến thắng những vất vả, chiến thắng bản thân, chiến thắng để khẳng định khả năng của con người Việt Nam, và trên hết là chiến thắng cho Tổ quốc.